sao nam TVB dù lớn tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ, Cổ Thiên Lạc bị nghi đồng tính. Trình Tông Trạch đổ thừa mẹ. Rất nhiều nam thần trong làng giải trí Hồng Kông giàu có nổi tiếng, đẹp trai, ấy vậy mà họ vẫn đơn thân lẻ bóng dù đã ở tuổi tứ tuần, ngũ tuần. Vì thế mà Cổ Thiên Lạc bị nghi ngờ là đồng tính, Huỳnh Tông Trạch bị tố quá đa tình. Hãy cùng điểm qua những nam thần TVB dù đã có tuổi nhưng vẫn chưa chịu thành gia lập thất nhé. Ngô Trác Hy. Ngô Trác Hy có quá khứ tình ái vô cùng phong phú. Lúc mới gia nhập làng giải trí, anh vướng tin đồn hẹn hò với Quan Ân Na, một cô tiểu thư giàu có. Không bao lâu sau, có tin xa thì mạn theo đuổi Ngô Trác Hy, nhưng vì chênh lệch quá lớn mà chẳng thành. Ngôi sao bằng chứng thép 3 cũng từng hẹn hò tiểu thư giàu có khác và được cô tặng nhà. Đó là lý do anh chàng mang tiếng ăn bám. Lần hiếm hoi Ngô Trác Hy thừa nhận hẹn hò là với Trương Hinh Dư, nhưng chuyện tình cũng chẳng bền lâu. Ngô Trác Hy năm nay đã 44 tuổi nhưng vẫn giữ được ngoại hình không tuổi và sở thích thích đi thả thính lung tung. Lâm Bảo Di. Tuy không đẹp trai nhưng Lâm Bảo Di thu hút khán giả bởi khả năng diễn xuất. Dù đời tư khá kín tiếng nhưng vẫn có rất nhiều tin đồn gây tò mò về nam diễn viên. Bởi vì hầu hết những người dính ồn ào với Lâm Bảo Di đều là đàn ông. Người bị chụp ảnh nhiều nhất khi sánh bước cùng Lâm Bảo Di là nam diễn viên Bành Quan Kỳ, cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi du lịch, mua sắm cùng nhau. Dẫu vậy, nam diễn viên vẫn phủ nhận tất cả những tin đồn. Hiện giờ Lâm Bảo Di đã 58 tuổi, anh vẫn thường chia sẻ về những thước hình trong cuộc sống thường ngày của mình theo phong cách độc thân, vui tính. Thế nên, chẳng còn ai hối thúc anh yên bề gia thất nữa. Cổ Thiên Lạc. Cổ Thiên Lạc là nam tài tử nổi tiếng nhất nhì Hồng Kông hiện nay. Thở thanh niên, anh khiến hàng triệu cô gái say đắm vì ngoại hình thư sinh trắng trẻo. Khi bước sang ngưỡng 30, anh lại đốn tim họ nhờ diện mạo rám nắng, phong trần. Bản thân Cổ Thiên Lạc cũng từng dính tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Hoàng Kỳ Oánh, Tuyên Huyên, Trần Kiều Ân, nhưng vẫn chẳng thành đôi với ai. Ở tuổi 53 vẫn chăn đơn gối chiếc, cũng chẳng còn bị bắt gặp cặp kè với ai, Cổ Thiên Lạc bị các trang truyền thông đặt dấu hỏi về gu hẹn hò. Nhiều tờ báo còn đồn đoán anh là người đồng tính nên mới chọn cuộc sống độc thân thay vì kết hôn để che mắt thiên hạ. Huỳnh Tông Trạch. Nói về vẻ ngoài, chẳng ai có thể phủ nhận độ điển trai và sức hút của Huỳnh Tông Trạch, nhưng độ đẹp của anh chàng cũng đi đôi với độ tra trong các mối quan hệ tình cảm. Đoạn tình nổi danh nhất của nam minh tinh chính là quãng thời gian 8 năm yêu đương với Hồ Hạnh Nhi. Dành cả thanh xuân cho Huỳnh Tông Trạch nhưng Hồ Hạnh Nhi bị người yêu phản bội liên tục. Sau khi đường ai nấy đi với Hồ Hạnh Nhi, tin đồn tình cảm của Huỳnh Tông Trạch vẫn xuất hiện không ngừng. Anh yêu một người mẫu hơn 5 tuổi và chia tay chóng vánh. Tiếp đến là chuyện tình tay ba với Trần Gia Hằng và Trần Sa Sa. Gần nhất, Huỳnh Tông Trạch bị đồn yêu nữ đại gia là mẹ đơn thân, nhưng hai bên đều phủ nhận. Cô đơn ở tuổi 43, đầu năm nay, Huỳnh Tông Trạch tuyên bố mình ế là vì mẹ quá khó tính khiến nhiều bạn gái bỏ chạy. Đây chính là những sao nam TVB đã có tuổi nhưng chưa chịu yên bề gia thất. Người thì dính tin đồn đồng tính, người lại vì bản tính trăng hoa.